Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình 12 giờ hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội thành phố về kết quả công tác 4 tháng đầu năm 2022. Cùng dự có ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. 4 tháng qua, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ chăm lo chu đáo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và triển khai tháng thanh niên năm 2022. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2027, theo đúng kế hoạch đề ra, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng đồng bào dân tộc, tín đồ tôn giáo nhân dịp lễ Tết. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về công tác giám sát phản biện xã hội, việc triển khai thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của khối mặt trận đoàn thể trong thời gian tới. Hôm nay, tại quảng trường quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể và 300 viên chức người lao động cùng tham gia lễ phát động. Với chủ đề tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động diễn ra nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể, quyết tâm giảm thiểu rủi ro, tiến tới kiểm soát tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động nhằm bảo vệ nguồn nhân lực, tài sản giá trị nhất của mỗi doanh nghiệp, mỗi quốc gia, hướng tới một nền sản xuất an toàn, có năng suất cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Thực Hiện yêu cầu các ngành các cấp cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người lao động nhận thức rõ hơn về vấn đề an toàn khi làm việc. Sự phối hợp giữa các ngành các cấp cần kịp thời để hỗ trợ giúp đỡ cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân không may bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Dịp này, thành phố Cần Thơ cũng đã trao 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ thị số 40 và kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội phát dây từ nguồn vốn ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với số tiền 388 tỷ 583 triệu đồng, tăng 57 tỷ 222 triệu đồng so với năm 2021. Các quận huyện chuyển đổi nguồn vốn ủy thác cho vay cao như Vĩnh Thạnh 5 tỷ 666 triệu đồng, Thốt Nốt 4 tỷ 166 triệu đồng, Cờ Đỏ 3 tỷ 878 triệu đồng, Thới Lai 3 tỷ 857 triệu đồng và thấp nhất là Ô Môn 2 tỷ 98 triệu đồng. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm chuyển vốn ngân sách để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách giúp 425 hộ nghèo cận nghèo và 2.155 hộ mới thoát nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, 12.814 lao động có việc làm, 286 học sinh sinh viên mới có điều kiện học tập, 3.599 hộ xây dựng và cải tạo 7.016 công trình nước sạch và vệ sinh, qua đó tích cực góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hôm qua 5 tháng 5, ông Lê Diệt Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cùng với ngành chức năng đã có buổi khảo sát thực tế các kiến nghị của cử tri trên địa bàn. Cử tri kiến nghị tuyến đường Lê Lợi thuộc khu vực 13 phường Châu Văn Liêm có chiều dài gần 500 mét, nước bị ứ động vào mùa mưa, mặt đường bị bong chóc nhỏ, cộng với dân cư đông nên việc đi lại và buôn bán gặp khó khăn. Qua khảo sát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Lê Diệt Sĩ giao các phòng chuyên môn của quận khảo sát đánh giá hiện trạng và tham mưu Ủy ban Nhân dân quận giải quyết.
Trước mắt, Ủy ban Nhân dân phường Châu Văn Liêm vận động bà con trên tuyến giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, thực hiện khơi thông các cống thoát nước hiện hữu và phối hợp giao mặt bằng khi thực hiện cải tạo tuyến đường. Mới đây, đoàn giám sát của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện Phong Điền đã đến giám sát công tác quản lý và hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Trường Long giai đoạn 2016-2021. Theo đó, hàng năm xã Trường Long đều được đánh giá đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Trung tâm Học tập Cộng đồng xã phối hợp Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập chống mù chữ, phổ cập giáo dục. Xã huy động học sinh ra lớp đúng theo độ tuổi đạt 100% kế hoạch. Phối hợp với các đơn vị trường học mở được 8 lớp phổ cập giáo dục từ năm 2016 đến năm 2021 với 128 học sinh. Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 127 cuộc với 11.730 người tham dự. Liên kết mở 4 lớp nghề ngắn hạn cho 140 lao động. Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định của pháp luật. Vận động xã hội hóa được gần 218 triệu đồng. Thưa quý vị, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đang triển khai đầu tư nâng cấp mở rộng hệ thống đường ống cấp nước sạch tại 4 huyện trên địa bàn thành phố. Nhiều tuyến đường ống cũ loại nhỏ được nâng cấp để đáp ứng liên tục và đầy đủ nguồn nước sạch phục vụ người dân. Sau nhiều năm sử dụng nước sông và nước giếng, đầu năm 2022, bà con ở ấp Nhân Phú A, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền đã có nước sạch phục vụ sinh hoạt. Việc được sử dụng nước sạch giúp bà con cải thiện chất lượng cuộc sống. Nước như cái xô mình á, hứng á, đôi khi nó cũng đóng ở dưới làm như bị khoèn hay gì á. Nâng cấp vậy thì cũng được rồi, bởi vì nước đó nó không có ổn định vậy đó. Trước kia thì coi như là hai đầu thì có nước hết, nhưng mà còn cái đoạn giữa này 650 mét thì bằng 22 hộ. Thì là không có cái nước sạch. Cuối năm 21 thì coi như đối với chỗ công ty cấp nước đó thì cũng có cái mở rộng cái đường ống là kéo 650 mét thì cho bà con, thì nhìn chung ra thì đến năm đầu năm 22 tới nay thì coi như là nước đã cũng có cái là tới tận cái từng hộ để mà bà con xài, thì có nói rằng cái niềm phấn khởi của bà con phải nói hết sức là vui mừng, để coi như là từ giải phóng đến nay thì coi như bà con mới có cái dịp để xài nước sạch. Năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố đã đầu tư thêm ở xã Nhân Nghĩa 21 km đường ống. Việc làm này không chỉ giúp bà con có nước sạch sinh hoạt mà còn giúp địa phương đạt tỷ lệ trên 90% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, qua đó góp phần để Nhân Nghĩa về đích xã nông thôn mới nâng cao. Ủy ban Nhân xã cũng tiếp tục để kiến nghị và Trung tâm Nước sạch đã đầu tư, thì tới đây đó thì Ủy ban Dân xã cũng vận động bà con dân vô nước sạch để sử dụng cho đảm bảo cái sức khỏe trong cái thời gian tới, và đồng thời cũng góp phần cho cái xây dựng cái xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới kiểu mẫu trong năm 2023. Năm 2022, Trung tâm Nước sạch Vệ sinh Môi trường thành phố Cần Thơ hiện đã nâng cấp đầu tư mới 292 km đường ống các loại với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, phục vụ cho 4 huyện ngoại thành. Hiện nay thì công trình cũng đang là đạt 50% khối lượng, cũng đang tập trung để sớm hoàn thành trong cái quý 3 năm 2022 để sớm cấp nước cho bà con. Và đến thời điểm hiện nay thì tỷ lệ nước sạch của người dân nông thôn sử dụng trong phạm vi trung tâm cung cấp đạt là 87,7%. Và trong cái kế hoạch 22 thì sẽ đạt 89% để theo cái chỉ tiêu của thành phố giao. Công trình này được thực hiện theo nguyện vọng và đề xuất của cử tri thành phố nhằm đảm bảo nhu cầu nước sạch cho người dân ngoại thành. Đây cũng là mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn thành phố. Và thời gian qua, đơn vị đã không ngừng nỗ lực đầu tư phát triển và nâng cấp mở rộng các công trình nước sạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ tổ chức hội thảo truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 150 cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện. Tại hội thảo, các cán bộ hội viên phụ nữ đã báo cáo tham luận, đề ra những giải pháp, những cách làm hay được áp dụng trong việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại gia đình, cơ sở sản xuất cũng như địa phương của mình. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Cờ Rõ đã ra mắt mô hình câu lạc bộ về sức khỏe cộng đồng với 30 thành viên tham gia.
câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền sâu rộng trong thực hiện sản xuất sạch, chế biến sản phẩm sạch an toàn nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường. Hội nông dân quận Ô Môn cũng vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội. Hơn 90 học viên là cán bộ các chi tổ hội khu vực và cán bộ hội 7 phường trên địa bàn quận được triển khai các nội dung như hướng dẫn nội dung liên quan đến quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, chuyên đề về lịch sử đảng bộ quận Ô Môn giai đoạn 1975-2015, chuyên đề về đảng cầm quyền và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới, kỹ năng tuyên truyền miệng và nắm bắt phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân và tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, Thư viện thành phố Cần Thơ đã tổ chức xe thư viện lưu động phục vụ cho học sinh tại 7 trường tiểu học trên địa bàn huyện Thới Lai. Tại các trường, xe thư viện lưu động thành phố đã tổ chức triển lãm hơn 4.500 sách thiếu nhi các loại như sách giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, khoa học thường thức, truyện cổ tích, truyện tranh, phục vụ sách e-book, hướng dẫn tra cứu tài liệu và sử dụng thư viện. Thi viết cảm nhận về sách, tô màu tranh vẽ. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức trả lời trắc nghiệm theo hình thức Kahoot và các trò chơi vận động ngoài trời đã thu hút trên 450 lượt học sinh tham gia. Bên cạnh đó, thư viện thành phố còn tặng quà cho các em học sinh tham gia. Đến nay, xe thư viện lưu động đã tổ chức phục vụ lưu động tại 29 điểm trường tiểu học trong thành phố Cần Thơ, đã triển lãm 4.500 sách thiếu nhi các loại, thu hút 13.470 học sinh tham gia. Qua đó, để cho các em học sinh được tiếp cận với văn hóa đọc nhiều hơn dưới nhiều hình thức như đọc truyền thống, truy cập Internet, nghe nhìn qua TV, xe thư viện lưu động sẽ là một luồng gió mới trong việc thúc đẩy văn hóa đọc tại trường học. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc vừa tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hộ bà Trần Thị Ngọc Thu, hội viên phụ nữ khu vực 2 phường Trà Nóc gặp khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích gần 40m², kinh phí thực hiện 62 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy đã vận động hội viên đóng góp hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trà Nóc vận động hỗ trợ. Dịp này, các cơ quan đoàn thể đến dự lễ bàn giao nhà đều tặng gia đình bà Thu những món quà đầy ý nghĩa. Đây là một trong những hoạt động được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy thực hiện nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2022 và 136 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Ban chỉ đạo huấn luyện huyện Vĩnh Thạnh vừa tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân binh chủng năm 2022 tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thạnh. Kế hoạch huấn luyện sẽ chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 5, có 129 dân quân binh chủng được huấn luyện về dân quân binh chủng phòng không, pháo binh và công binh. Đợt 2 từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 5, có 132 dân quân binh chủng được huấn luyện về dân quân binh chủng thông tin trinh sát, phòng quá và y tế. Nội dung huấn luyện gồm giáo dục chính trị, pháp luật và huấn luyện quân sự. Chương trình huấn luyện riêng cho từng chuyên ngành binh chủng. Kết thúc từng nội dung huấn luyện, ban tổ chức có kiểm tra đánh giá kết quả huấn luyện. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.